Hôm nay là ngày sinh hoạt và đại hội của Tổng Giáo phận Sài Gòn cho các bạn di dân với trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn từ các nơi về đây nha các bạn ơi. Các bạn hãy tham gia một chút thôi, vì hôm nay là ngày họp mặt của các bạn di dân với trẻ sau những ngày cực nhọc, sau những ngày mệt mỏi để quy tụ về đây để họp mặt cùng với hai đức cha, đức cha phụ tá và đức cha tổng giám mục Nguyễn Năng, Du Xem Nguyễn Năng. Đây là một hành trình. Con xin kính chào cùng đoàn. Con xin mời cùng đoàn. Nó đứng ngoài kìa, đâu đi đâu à? Con xin mời cùng đoàn cùng thân thể. Bảo nó coi đi đâu à? Xin cùng đoàn. Gì? Cái đất mẹ chứ. Nó đói vậy hả? Bảo nó mua đi rồi về đàn kìa. Ồ, có gì vô nha. Lạy Chúa xin. Bây giờ là tới chương trình tập hát. Chúa xin thương đời lòng từ bi của Chúa. Của Đức Thánh Cha Francisco là biết đến gần, lắng nghe, chia sẻ, tham gia và hợp tác. Ở nhà thờ Phaolô Khiết Tâm nha em ơi, Phaolô Khiết Tâm. Ở nhà thờ Phaolô Bình Tân. Ở quận Bình Tân nha em. Nhà thờ Phaolô Bình Tân ở quận Bình Tân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ đây con đến tìm lời lương lòng sống gần trời niềm vui chân chúa tình yêu chúa khôn lường rồi con đã ăn món hồi đầu hồi đầu bảo lên làm biển liền chuẩn bị lễ rồi. Chào tất cả mọi người nhé. Nay là đại hội giới trẻ di dân. Không cố mà xem là chết. Giống các bà hồi xưa á, các bà hồi xưa hay để dài vậy đấy, nhưng mà tới già phát là nó tự rụng mà. Anh đứng trước, em đứng sau. Em dành chỗ cho bên đó. Ôi, chào mọi người nhé, chuẩn bị giờ thanh lễ rồi. Chào mọi người nhé. Đây là trong giờ giải lao để chúng ta giải lao rồi chuẩn bị trong giờ thanh lễ. Chào mọi người. Chuẩn bị giờ thanh lễ. Hello, chào em. Chào mọi người nhé, chuẩn bị trong giờ thanh lễ rồi chúng ta cùng làm tinh thục để chúng ta vào thanh lễ.